năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022 với tổng số trận đấu lên đến là 115 trận. Tăng cường sức khỏe, gần gũi và đoàn kết nhau hơn nữa. Đó chính là mục đích và lý do của giải này. Với nhau, VCB 2022. Đại diện các nhà tài trợ, công ty bất động sản River chuyên mua bán cho thuê tại Vinhome Central Park xin kính chúc anh chị sức khỏe và chúc giải thành công tốt đẹp. Chị Thúy Khanh có thể chia sẻ là động lực nào để mình có thể hết mình vì câu lạc bộ được không ạ? Động lực đầu tiên là đam mê, động lực thứ hai là nâng cao sức khỏe của chính mình và toàn hội viên của câu lạc bộ. Động lực thứ ba là gắn kết và kết nối được bạn chơi để phong trào VCB ngày càng vững mạnh. Mình thì đã về đây sống được là tính ra là hơn 4 năm. Có điều mình thích nhất ở đây đó là cái môi trường sống rất là xanh sạch đẹp. Và nó có đầy đủ, có tiện nghi để cho cư dân người ta sinh hoạt. Và cái quan trọng nhất thì là mình là người chơi tennis. Ở đây sân tennis rất là thoải mái để cho mọi người được chơi rất là tốt. Các cái giải đấu thường từ trước giờ diễn ra chỉ là cái thời điểm lâu lâu tổ chức một lần, ví dụ 3 tháng các dịp mà quốc khánh gì đấy. Nhưng mình đang có một suy nghĩ, một cái giải đấu hàng tuần của các câu lạc bộ, các nhóm tại Vinhome này hy vọng sẽ triển khai được. Và hy vọng sự triển khai được ấy có đồng hành của River.